Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Pháp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố ngang 4m6, sâu vào 10m, xây phun đất, thiết kế một trệt, lửng và 3 tầng lầu. Nhà nằm trên trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình nha quý vị. Căn nhà phố rất đẹp, sát với trục đường Trường Chinh luôn, thiết kế theo một kiến trúc hiện đại. Nhà thiết kế thì có không gian sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, khu vực đậu xe hơi, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. 3 phòng ngủ đều là phòng ngủ lớn nha quý vị. Căn nhà này có hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp cho đại đình của chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch, và đang được chào bán với giá chỉ hơn 5 tỷ thôi. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà này. Và căn nhà này nằm trong một con hẻm cụt an ninh. Hẻm này thì xe hơi nha quý vị. Hẻm rất là rộng. Hẻm trước nhà thì được lót đá xanh, rộng khoảng tầm 5m, có một mặt nhà, và căn nhà mình nằm ở cuối hẻm nên là quý vị được sử dụng luôn cái khoảng sân trước nhà mình nhá. Một cái khu nhà phố rất tuyệt vời, nằm ngay sát với trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thiết kế hiện đại, tặng kèm full nội thất bên trong. Và chúng ta sẽ cùng em vào bên trong căn nhà này. Căn nhà này thì sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm. Dưới tầng trệt thì quý vị sẽ có nhà đậu xe và phòng bếp, phòng ăn. Trên tầng lửng có một không gian phòng khách. Và trên lầu thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ master kết hợp với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân phơi. Đây là không gian bên trong của căn nhà này. Thì chúng ta thấy có sofa, bàn ăn, tủ kệ, bếp trên dưới. Bên trên có lửng nên không gian khá là thoáng và sáng. Ngang 4m6, sâu vào 10m, xây phun đất. Bên ngoài còn được đua ban công đây đấy nha quý vị. Phía nền thì được ốp gạch 80, có bộ bàn ăn 6 ghế này. Bên trong đây thì quý vị có bếp với tủ bếp trên dưới, khu vực để tủ lạnh, khu vực để bếp âm, bồn rửa chân bát và giá kệ để chân bát. Cuối nhà thì chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh này. Và giá bán chủ nhà rao ra là 5 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng nha. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Cầu thang nằm ở cuối nhà và có đèn led đi lên. Đây là vùng quay ngược từ phía sau đến phía ngoài này. Ngang 4m6, sâu vào 10 nha quý vị. Di chuyển theo cầu thang thì chúng ta sẽ di chuyển lên không gian tầng lửng này. Tầng lửng thì quý vị có thể làm phòng khách, phòng ngủ tùy gia đình mình. Vì ở tầng lửng này chủ nhà có làm phòng vệ sinh luôn. Đây là không gian lửng của căn nhà. Nếu mà tính cả tầng lửng này thì quý vị sẽ có 4 phòng. Phòng lửng này thì có ghế massage, có vệ sinh dưới cầu thang. Và không gian tầng lửng này thì quý vị có thể làm cái phòng ngủ dành cho người già được nhé. Một căn nhà phố rất đẹp, giá bán rẻ, trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đang được chủ nhà đưa ra giá thanh khoản vô cùng tốt, 5 tỷ 950 triệu đồng và còn thương lượng mạnh. Và theo chân em Huy Hùng di chuyển lên trên khu vực cầu thang, chúng ta sẽ đến với không gian của các phòng ngủ. Mỗi lầu một phòng và chúng ta sẽ có phòng ngủ rất là rộng với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm nhé. Ta đang tiến vào không gian phòng ngủ số 1 này. Tất cả các phòng đều là phòng master với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, tủ áo, tủ kệ tivi, cửa sổ và cửa ra mặt tiền chính, có ban công bên ngoài 1m2, được làm lan can inox và có ốp gạch, có cửa nhôm đi ra, rất là tuyệt vời. Chúng ta đang đến với không gian của phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1, phòng ngủ rất là rộng nha quý anh chị. Quý vị cô bác đang tìm nhà nằm trên trục đường Trường Chinh gần với khu công nghiệp Tân Bình thì hãy đến ngay với căn nhà này nhé. Đây là khu vực bàn làm việc này, máy lạnh có sẵn ở nhà quý vị, máy lạnh Toshiba này, và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và tiếp tục di chuyển lên trên thì quý vị sẽ cùng em Huy Hùng đến với không gian của phòng số 2. Ngang 4m6, sâu vào 10m, hướng Tây Nam, nằm trên trục đường ngay ngã ba Trường Chinh và Phan Huy Ích thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà phố giá rẻ đang được chủ nhà đưa ra mức thanh khoản ở mức bán rất là thấp, chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng và còn thương lượng. Ở đây thì có dãy 5 căn thì đã bán 4 rồi, chỉ còn một căn này thôi nha mọi người. Căn duy nhất. Đây là không gian phòng số 2 này. Tất cả các phòng đều lên tới 30 mét vuông một phòng với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm, xịn sò. Chúng ta mua thì nhận nhà vào ở ngay. Nhà xây mới 100%, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Và tiếp tục theo trên em Huy Hùng di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3, kết hợp với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Một căn nhà phố đẹp, chính chủ xây ở, nay cần bán, với mức giao bán vô cùng tốt.
cho một căn nhà nằm trên khu vực phường 15 quận Tân Bình, đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm, số phòng riêng, hoàn công đầy đủ rồi. Chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn. Không gian phòng ngủ số 3 này, nhà phố hướng Tây Nam nha. Rất là hợp cho quý vị cô chú chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Phòng ngủ thì được ốp nhựa, dán giấy, treo tranh, đèn trần, đèn led, giường ngủ tủ áo, chăn ga gối đệm, máy lạnh và có vệ sinh trong cho từng phòng. Nhà chúng ta thì cũng có tới 5 phòng vệ sinh. Đây là không gian phòng vệ sinh, có cái phòng ngủ số 3 này. Và tiếp tục theo chân em Minh Hùng di chuyển lên lầu trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng giặt và sân phơi. Chúng ta đang tiến lên không gian lầu trên cùng này. Lầu trên cùng này sẽ rất là rộng nha quý vị. Quý vị sẽ có không gian phòng thờ này. Đây chúng ta có không gian phòng thờ nhé, phòng thờ căn nhà này. Và ngoài đây là khu vực giặt đồ, phơi đồ và sân thượng. Sân thượng rất là rộng này. Và giá bán căn nhà này là 5 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Ngang 4m6, sâu vào 10m, xây phun đất. Bên ngoài đua ban công ra 1m2. Và còn được tận dụng khoảng sân phía trước là 4m rưỡi nữa. Quý vị cô chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.